Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên. Nghe nhanh đáp lẹ. Ở vòng thi này thì bọn em sẽ bật lần lượt 15 bài hát. Tất cả mọi người sẽ trả lời lần lượt 15 bài hát đó. Ai mà biết thì lên bấm chuông và trả lời. Trò chơi bắt đầu. Bắt đầu. Xin mời DJ. Cái hốt đầu tiên ạ. Dạ, bài đấy có tên là 24K Magic. Yeah. Tôi cũng nghĩ là khúc tiếp theo là một ca khúc rất là sôi động. Từ trong lời nói anh luôn giữ em sẽ đứng yên em nhìn. À cái gì, bài này cũng chỉ với Hoàng Yến đúng không? Em khác hay ai khác? Đếm rồi, 3, 1 rồi. Bấm đi. Không phải em đúng không? Chính xác. Ai là fan của BTS nhỉ? Đúng rồi, bài này BTS. Ba hai một rồi nha. Love Rain hả? Cái gì vậy? Love Yourself. Nào. Love. Tiếp theo. Không, sung lên. 3, 2, 1. Và đây là bài Mượn Rượu Tỏ Tình. Chị ăn sáng kìa nhỉ? Thế rồi mình làm một ly. 1 2 3. Chị ơi, có hại một chút nào. Chị ơi, thôi mọi người, đây là bài Let Me Down Slowly. Dạ. Young Dumb and Broke. Young Dumb and Broke. 3 2 1 Nhưng mà Hailey, chị đứng cổ vũ rồi. Đây là bài Young Dumb and Broke. Bây giờ em mới đường đường chính chính này, bài này là bài Mình Chia Tay Đi. Có muốn về nhà với em. Anh đang muốn. 2, 3 rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 rồi kìa. Quên thiệt rồi. Bài này dành cho những cặp đôi mà mới quen nhau. Mình chưa có ai quen. Trời ơi, chết quốc. Chị chết quốc. No. Cầu được. Trời ơi, mới quen mà cầu hôn. Cầu được ước thảy. Đây là bài Cầu Hôn. Chính xác. Ôi. Trời ơi. Trời ơi, tính nhau mình nói gì nữa luôn. Đi chay gửi sai. Đi chay gửi sai nha. Cái này không có khái niệm là mới quen nhau mà cầu hôn đó mọi người. Mới quen nhau là sẽ tỏ tình. Dạ đúng rồi. Quen lâu rồi. Đúng rồi, mới cầu hôn nhé. Sở dĩ một bài ca khúc rất là sôi động. Hạt bụi nào. Chính xác. Đây, cái tựa đề là câu đầu tiên nha. 3, 2, 1. Chị kìa. Nhìn. Không sao đâu, bây giờ. Em sẽ là cô dâu. Chị mời em à. À, chị mời Hailey. À, chị mời chị đây em. Đây là bài Em Sẽ Là Cô Dâu. Chính xác. Gói tuôn. Sơn Tùng. Đúng rồi, 3, 2, 1. Xưa rồi. Nhưng mà chị Duyên Anh. Bài này là bài Mãi Yêu Em. Yeah. 3, 2, 1. Rồi, xin mời chị Duyên Anh. Cái này mà chị đoán sai là chết nè. Thật. Tại sao? Cái gì mà em đi nhở? Cho em... Nếu em đi. Sai. Sai, em biết là sai. Mổ đi em. Nếu anh đi à? Em chưa trả lời mà. Ôi, đừng có xuống em.
Nick 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 mời. Đúng rồi đúng không? Nhớ anh đi. Đếm rồi. Bài này là bài phim của chị nè à... Nên mình dừng chân. Chính xác. Em có xem phim gì đâu. Em có xem phim gì đâu. Em là Anna có xem phim gì đâu. Em có coi mà. 1, 2, 3. Anh nói đi em bấm nhớ. Bao lâu? 13 rồi. Đếm chưa? Đếm mọi người á. Bài đi, em xin muốn người lên rồi. Đi. Không, không chỉ nhất bài. Xin mời đi. Ủa gì á, chỉ gì cho nhất bài. Lâu nay rời xa. Yeah. Em xin được cho nhất bài, em xin kỳ quá. Một điểm cho Ely. Pants, tie and t-shirt. One, two, cup and two, three. On the bleachers. Dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for. You belong with me. What? You belong with me. Exact. Cứ tiếp theo. Anh Tiến, anh Tiến thích này. Hey, hey. 1, 2, 3. Up down. Đếm rồi, đếm rồi, đếm rồi. Mày là bài. Đếm đi. Rồi. Rồi. That's what I like. Mời kia ra. Bài này bạn em yêu ạ. Khoan đi nhất tên. Bông hoa chẳng thuộc về ta. Chính xác. Tổng kết điểm của vòng thi đầu tiên. Hiện tại chị Tuyết Anh đang dẫn đầu với 4 điểm. Gina em lẽ ra cũng 4 điểm. Nhưng mà vì tiếp giật chủ nên là chỉ còn 3 điểm ít hơn. Càng tuyệt vời. Mời vỗ tay nào. Rồi. Và đứng thứ 3 là đồng hạng 3, hai người là Hana và Hailey. Đó, nhưng mà Hana cũng bị trù nên là Hana đứng kém hơn Hailey. Đó. Đi lên đây. Nãy giờ nhoi quá, lên làm trợ lý cho hết nhoi. Cái gì anh ơi? Anh ơi cho em làm đi. Ở đây toàn con gái, em không thể chơi với con gái được. Cái lưng cho em cắn đứt. Em phải gánh. Không, đừng. No, no, no. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi Crazy Challenge. Luật chơi như sau. Cả hai đội sẽ tham gia lần lượt vào trò chơi. Thành viên thứ nhất sẽ phải xoay vòi voi 5 vòng nào, xoay đi em. Sau đó sẽ ném bóng bàn vào bảng mà hai thành viên còn lại đang cầm. Nhưng mà sẽ phải đi theo hình zig zag. Yeah. Hai thành viên đó sẽ bị cột chân lại. Yeah. Đó. Ai chơi được anh? Rồi di chuyển thử xem nào. Yeah. Đó, đó, chính xác. Kết thúc 3 phút, đội nào đem nhiều quả bóng hơn về rổ, đội đó sẽ giành chiến thắng. Dạ. Đơn giản không? Dạ. Trời ơi, có con hình nộm minh họa này dễ ghê ha. Anh ơi, anh thắng là mẹ. 3 phút, bắt đầu. Anh Trinh, cố lên. Cố lên. Cố lên. Rồi, rồi, rồi. Về thi giám sát nhá. Một thôi, ok rồi. Mọi người cầm bảng lên. Ê, chị đây, dùng với chị nè. Chị có chị nè. Chị đánh sai nè. Nhanh em. Nhanh. Các bạn còn 1 phút nè. Trời ơi, nó giải trí kìa.
em xúc động hết sức, mọi người đã cố gắng vì nhau rồi. Tao cảm nghĩ của winner thế nào em? Em thấy là đội đã cố gắng hết sức vì nhau, mọi người rất đoàn kết. Đúng rồi. Chỉ có em với Akira thôi. Mong là đội thứ hai sẽ rút ra những kinh nghiệm cho mình. Cố lên! Đội say sẵn sàng chưa? Chưa gì đã thấy tính đoàn kết của đội này rồi đấy. Ôi, 3 phút bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Cố lên em ơi. Quang với chị. Ôi, quay quá. Kiếm nào, 5 vòng. Chết rồi, vậy là đội thứ 4. 3. Chị ơi, chị ơi, chị em xây rồi á. 5. Trời ơi, xây chậm. Ok. Ném nào nằm bị chết nha. Ok, đẹp rồi. Chị ơi. Hay quá. Một vòng. Khó thế. Khó nhờ, khó. Khó đúng không mọi người? Nhưng mà đội bên đây truyền bóng giỏi nhờ. Nói vậy. Không sao, cố lên. Ok. Các bạn có thể thử của lựa chọn là đâm thẳng luôn. Gina, nếu mà em tự tin em đâm thẳng. Ok, em sẽ chơi danh coi. Anh thẳng luôn. Một giá danh dự nè. Nước. Hay quá. Tiếp. Quá danh dự luôn. Đây mình 3 người nhá. Em chưa vào rồi. Ôi mà chị bây giờ mình chơi mình nói là mình văng ai chúng tiểu mình thắng. Thế. Nói nhiều à. Thôi. Chín, bảy, sáu. Thị trường quay bây giờ thật là hỗn loạn. Ngồi xuống hết. Để cho mọi người. Thế mới là tình cao của tôi luôn á. Một trò chơi đây, các bạn hãy nhìn cái bãi chiến trường ấy. Quá là khó. Hay hay đi ném ơi. Sao mà còn có dự thả không hiểu ném nên còn thả. Kết thúc trò chơi thứ nhất của vòng Crazy Challenge. Hiện tại hai đội đang hòa nhau rất cam go với tỷ số là 0-0. Yeah. Rất cam go.